mày ở đây. Gặp người muốn gọi tiếng yêu đơn giọng buông thành câu, sợ rằng đường về không còn xa để bên em mai đưa nói về. Nhiều lần chụp nhìn em thật lâu lên đường anh chưa vương sầu lây, làm em từ ngàn muôn ánh sao dịu dàng mong anh em xin đi cánh hoa đào tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên, là người hay biết chăng anh đã yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thương anh mà sợ lòng đừng nói ra, em còn tìm trình nguyên vương tình sâu chất ngăn sự ngu hoàng phai nhanh. Em bận em dối em mang cô đơn trên lối về, rằng mình đừng bỏ xa để mai đây bên em tan chung về nơi cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Tiếng yêu đơn sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa đến bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chụp nhìn em thật lâu nên thương anh chưa vương sầu lây, làm đẹp từ ngàn muôn ánh sao dịu dàng mang mãnh em xinh như cánh hoa đào hình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên, là người hay biết chăng anh đã yêu em từ lâu. Đôi khi bên em thương anh mà sao lòng đừng bỏ xa, em còn tìm trình nguyên vương tình sâu chất ngăn sự đủ hồng phai nhanh. Định mơn em dối em mang cô đơn trên lối về, rằng mình đừng bỏ xa để mai đây bên em ta chung về ngôi cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Vâng, vừa rồi thì mọi người có được nghe một đoạn chất âm karaoke của cái dòng loa bãi đến từ thương hiệu ZMEI, một thương hiệu âm thanh của nội địa Trung Quốc. Loa này thuộc dòng loa full, cấu hình loa gồm một loa bát 30 và một chiếc kèn. Với cái dòng loa này thì mình đã có một clip giới thiệu rất là chi tiết về kiểu dáng hình thức thùng, nội thất bên trong, củ loa bát, loa chép và phân tần. Và cái đời này thì hãng sử dụng driver của loa bát và loa chép đều là từ leo. Loa bát này là từ leo bi và loa chép là từ leo khối. Ở loa bát này thì có 13 viên leo bi. Mình sẽ quay lại một chút về cái nội thất bên trong, củ loa bát, loa chép và phân tần của cái đời loa này. Lát nữa thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái thương hiệu của hãng trên trang web chính chủ của hãng này. Và đây là củ loa bass. Model là QC12. Ở đây thì có đầy đủ CD mã vạch. Bass leo bi. Cái dòng này thì khi chúng ta hát karaoke thì lời nó rất là bay và ngọt ngào. Bass leo, chép leo. Và cái giải bass của cái dòng leo này nó cũng tương đối là sâu đấy. Lát nữa thì chúng ta cũng đi xem về cái thông số đáp tuyến ở trên cái đài loa này. Côn loa bát là côn 76, màng khá là xịn, có những cái sợi thủy tinh này, sợi thủy tinh ở trên cái màng. Và trên màng thì cũng được dập CD số ở đây. Trên màng thì cũng có CD số này. Ở thương hiệu này là một thương hiệu của nội địa Trung Quốc, là một cái thương hiệu cũng khá là lớn, có rất nhiều các sản phẩm âm thanh như loa, cục đẩy, vang, mic. Đây là củ loa bát nhé.
Leo bi trông nó khá là sắc nét. Dòng này thì cái lời của nó rất là bay. Khi hát karaoke hoặc là nghe nhạc thì cái giải trung âm của nó đảm nhiệm rất là tốt. Ở đây là mặt trước của loa bass. Loa bass này thì sử dụng gân vải và là gân hai sóng, gân vải tẩm dầu hai sóng, màng giấy, ốc phơi lồi, côn 76. Loa bass thì khá là đẹp rồi. Loa này còn đẹp gần như là mới tinh. Cái độ đẹp của loa thì nó còn rất là cao. 13 pin LB nhé. Mọi người nhìn nó làm khá là sắc nét đấy. Xương này là xương có hai chân kép, rất là cứng cáp và sờ thì nó cũng rất là mịn tay, nó không có ma vi. Xương loa này rất là đẹp và cái độ hoàn thiện của nó khá là sắc nét đấy. Độ hoàn thiện rất là cao. Ở đây là củ loa chép. Loa chép này cũng là chép leo và là leo khối. Leo khối. Chép leo này, cái phần từ leo nằm ở giữa này, còn bên dưới này, bên trên này là thép từ, nó còn óng ánh ấy. Loa chép này thì côn là côn 44,4. Và đây là cái model QC10, QC12. Họng nhựa. Và chép neo này thì nó cho ra chất âm, nó đánh ở cái dải cao rất là sáng tiếng. Nhưng cái đời này thì mọi người có thể nghe ở cái bản test trước của mình và cái bản mình vừa test karaoke thì chất âm nó không hề bị chói nhé, tiếng rất sáng nhưng không chói, và đặc biệt là setup rất là nhàn, nó không dễ bị rú rít, rất là dễ setup. Họng là họng nhựa mặc dù là từ leo, chất âm khi chúng ta setup thì nó rất là dễ setup, nó không bị chói nên nó không bị dễ rú rít. Và đây là phân tần bên trong. Buông tiêu âm là màu trắng. Ở đây là phân tần. Phân tần này thì ở clip trước thì mình có tháo cả cái vỉ phân tần này nhấc ra để mọi người cùng xem. Ở đây thì mình quay lại một chút thôi. Bao gồm có cuộn cảm này, hai cuộn cảm này, một cuộn cảm to dành cho nó bát, cuộn cảm bé dành cho nó chép, và có ba quả tụ lớn. Ba quả tụ lớn và có ba bốn quả tụ nhỏ nằm ở phía trong này. À, phía sau cái ví nhôm này là ba con trở nhôm được bắt ở trên cái thanh nhôm này để tản nhiệt làm mát cho ba con trở nhôm này. Nó sử dụng bát leo và chép leo. Loa bát và loa chép thì còn rất là đẹp và cam kết là còn zin 100%. Mọi người nhìn củ loa bát này trông rất là khôn và chất. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta cũng đi tìm hiểu về thông tin của cái hãng này. Đây là tên của thương hiệu GMEI, và mọi người hãy vào từ Google và gõ từ khóa là GMEI Audio thì sẽ ra cái thương hiệu này nhé. Chúng ta cùng đi tìm hiểu một chút về cái thương hiệu này. Và chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái thương hiệu này qua trang web chính chủ của hãng. Mọi người cùng vào Google và gõ từ khóa là GMEI Audio và nhấn tìm kiếm. Và đây thì sẽ ra cái trang web chính chủ của thương hiệu này, GMEI Audio. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Ở đây sẽ là cái trang web chính chủ của cái thương hiệu này. Ở đây là cái tên thương hiệu này. Đó. GMEI. Đây là một thương hiệu âm thanh của nội địa Trung Quốc. Mình sẽ chọn tiếng Việt. Và quý khách nào quan tâm về cái thương hiệu này thì có thể vào đây và tìm hiểu về thông tin của hãng này, các sản phẩm này. Ở trong này thì cái hãng này có rất nhiều các sản phẩm âm thanh như loa sự kiện ngoài trời, phòng karaoke, đẩy, vang số. Ở bên dưới này có rất nhiều các sản phẩm này. Đó, ở cái mục sản phẩm này thì có rất nhiều các dòng loa phía bên dưới này. Ở đây là cái thông tin của cái hãng này. Đó. Đây có rất nhiều các sản phẩm nhé. Đây là một thương hiệu nội địa, âm thanh nội địa của Trung Quốc. Nói chung là về tất cả các dòng âm thanh karaoke hoặc là âm thanh sự kiện hiện nay thì tất cả thì có thương hiệu hiệu nào đi chăng nữa thì cũng đều được sản xuất bởi Trung Quốc. Tất cả các thương hiệu thì đều qua bàn tay của công nhân và kỹ sư Trung Quốc là chính.
Đấy, bên dưới này có các nhiều rất nhiều các cái dòng loa này, dòng loa chuyên nghiệp này, đó bên dưới này, đó rất nhiều các dòng loa nhé, có rất nhiều các model loa và có cả phần công suất cục đẩy rất nhiều. Quý khách quan tâm đến thương hiệu này thì có từ khóa là GMEI Audio thì sẽ ra cái tên thương hiệu này. Đây là một thương hiệu âm thanh khá là lớn, hàng nội địa China Trung Quốc. Tiếp theo thì chúng ta cùng đi xem về thông số kỹ thuật ở cái dòng loa này. Ở cái loa này thì mình đã tháo cái căng ra để mọi người xem về cái hình thức mặt trước của củ loa bát và loa chép. Miệng loa bát này và họng loa chép, lỗ thông hơi phía trước. Và cái chất sơn ở trên cái thùng loa này nó rất là xịn luôn. Đây là sơn dạng nhựa composite nên nó rất là đanh và cứng. Mọi người thấy cái nước sơn này nó khác hoàn toàn so với cái dòng loa sơn, cái dòng loa thông thường nhé. Thùng này là thùng gỗ tự nhiên được lạng ra các lớp mỏng và ép các lớp lại với nhau. Ở đây là nó rất là bền, chống cong vênh. Những cái nước sơn này nhìn nó rất là xịn sò luôn. Sơn này thì nó chống chảy xước và đập rất là tốt. Và đây là thông số kỹ thuật ở phía sau. Cái đời này có model là QH12, đáp ứng giải tần từ 45Hz cho đến 18kHz, công suất là 450W, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy rất là cao lên tới 102 decibel. Độ nhạy cao này thì khi chúng ta hát karaoke thì nó rất là bay và nhẹ. Hai đường tín hiệu vào loa và đường link cho một loa khác. Con này trở kháng là 8 ohm, cũng rất là dễ phối ghép công suất. Và công suất nó lên tới 450W, cũng khá là lớn và đáp ứng giải tần cũng tương đối là rộng, từ 45Hz cho đến 18kHz. Giải 45 này tiếng bát nó khá sâu đấy. Đây kiểu dáng của thùng loa. Loa này thì nó có kiểu dáng là phía bên góc này là nó sẽ là góc vát thẳng, và phía bên này thì nó hơi nó có đường vát chéo ở phía góc sau đuôi này. Đó. Ở đây thì mình có nhấc cái, có tháo cái bốn con ốc của cái lắp đậy này, côn chép này, để mọi người có thể xem về cái côn chép. Côn này là côn dây dẹp, dây đồng dẹp, và đường kính của côn là 44,4. Côn tất cả nó còn nguyên zin. Và đây là phía bên trong cái khe côn, khe từ leo nhé, khá là đẹp và còn khá là đẹp và mới. Độ đẹp của cái loa này thì nó lên tới 90%. Và với một cặp loa này thì bên mình đang giao bán với mức giá là 9.800.000 đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và hàng bao zin, bao đẹp, bao zin 100% và bao đẹp. Hình thức của cái dòng loa này thì khá là đẹp. Và số lượng hiện tại bên mình chỉ có 2 cặp thôi, cũng không có nhiều. Và với cái mức giá này thì cũng khá là tốt cho mấy cặp loa mà đến từ hàng nội địa Trung Quốc. Rồi mọi người mua cái cặp loa này thì không phải lăn tăn về cái vấn đề là loa nhái hay là loa lọ loa kia nữa nhé. Rõ nguồn gốc xuất xứ rồi, nó là hàng nội địa Trung Quốc, một thương hiệu của nội địa Trung Quốc, chứ không lo phải là hàng nhái, hàng nọ kèng kia nữa rồi. Đó, rõ nguồn gốc xuất xứ. Và cái chất lượng loa thì ở đây mình cũng đã tháo hết ra rồi, nhìn cũng rất là xịn sò. Kể cả là những cái thương hiệu lớn như là JBL hoặc là một số cái thương hiệu lớn ấy, thì bây giờ thì cũng đều sản xuất ở Trung Quốc hết rồi. Và quan trọng là cái chất lượng của nó như thế nào thôi, chứ cũng không thể thoát khỏi cái bàn tay của các công nhân Trung Quốc được, nhà máy Trung Quốc được. Quan trọng là chất lượng của cái sản phẩm thôi. Và đây là một thương hiệu cũng khá là lớn của dòng âm thanh, của thương hiệu âm thanh nội địa Trung Quốc. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng loa này thì vui lòng liên hệ bên mình, có số điện thoại là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để test các sản phẩm âm thanh karaoke, còn test với cái dòng loa này. Giá là 9.800.000 bao ship. Một cặp loa leo, bát leo bi, 13 viên leo bi và chép leo khối. Chép này leo khối, tất cả là cam kết bằng nguyên zin. Với cái dòng loa này thì chúng ta sử dụng là để hát karaoke. Với căn phòng khoảng 30-35m² thì một cặp loa này nó đảm nhiệm cũng khá là tốt. Độ nhạy của nó lên khá là cao, lên tới 102 decibel. Với căn phòng khoảng 30-35m² thì một cặp này, và chúng ta thích uy lực thì có thể sử dụng thêm một cả quả súp hơi bát 40 thì đánh rất là ok. Công suất của cặp này là 400 450W một quả, cũng khá là lớn.
Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng loa này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình. Và xin chào tất cả mọi người.